Chương trình này nó rất là ý nghĩa. Để mua bộ tóc giả mà đẹp mà là tóc thật ý, nó đâu có rẻ đâu. Cái tấm lòng của vợ chồng em nuôi tóc cho con để đi hiến ý, thật sự anh rất là cảm ơn. Cả nhà ủng hộ hết mà. Cả ông bà nhà cũng ủng hộ luôn. Cả nhà ủng hộ hết luôn. Cho chú cảm ơn, lời cảm ơn đến con. Chú cảm ơn con nhá. Chúc con thật nhiều sức khỏe nhá. Chú cắt cho con nhá. Cảm ơn bố mẹ luôn dành tình cảm yêu thương cho con nhỉ. Cháu ăn bao nhiêu vào hết cả tóc đấy. Tóc còn tơ tơ đẹp lắm. Mẹ ơi, mẹ đã cắt cho con cái. Mẹ cắt tóc cho con thì mẹ dành thời gian chăm sóc con nhiều hơn nhá. Thương con hơn nhá. Mấy hôm nữa anh càng nhận được nhiều tin vui của con khỏe, chú càng mừng. Rồi chú cảm ơn nhá. Cho chú tặng quà được không? Chú tặng nhà chú có sẵn nhá. Không phải nhìn tặng con mà tặng con. Chú tặng thì chú thấy vui chú tặng. Hớn hở, thấy được tặng quà là bắt đầu hớn hở. Vinh cha lớn hơn trăm ngàn con sóng, lớn hơn cả thiên hà bao la. Nhưng vất vả không làm